Ủa sao hóng vậy? À, em thấy cái mic này. Tôi ra ăn trước nha. Let's go, Zoe. À Zoe, em phải cho cái này. Zoe ơi. Zoe ơi, come here. Cho em bát đấy. À đây mẹ bế. Cái gì vậy? Mầm. Có cần trải cái ghế ra cho Zoe không mẹ? Không cần đâu. Ý là sao? Ý là bây giờ muốn ngồi đây với mẹ với chứ là chị đúng không? Tội nghiệp quá đi. Ăn đâu? Ăn đi. Ăn đi. Ôi trời. Ăn đâu? Ôi, con gái ơi, ít thôi, nó chua quá. Con thích ăn. Không, nhưng mà nhiều khi mình lấy nhiều quá nó chua quá. Em ngồi đây nhá. Sit here, ok? Hai chị ba sẽ ngồi rồi mình nhé. Ok. Chị ba sẽ ngồi rồi nè. Chị ba đây. Chị ba đây. Rồi. Cảm mời cả nhà. Cảm ơn chị ba. Tuệ An ơi, bữa giờ cho mẹ hỏi là trong những cái hoạt động mà mình đã đi ấy, thì con thích cái ngày đi chơi nào nhất? Con suy nghĩ. Con thích đi cắm trại. Tại sao con thích đi cắm trại nhất? Chơi dựng dựng lều. Nhưng mà ý là đi cắm trại bởi vì mình chỉ thích dựng lều thôi hả? Mình có thích cái gì khác nữa không? Ăn barbecue. Hôm vừa rồi là mình đi cắm trại là Tuệ An khá là thích những cái hoạt động ở dựng lều nè, rồi nướng barbecue nè, đúng không? Dạ. Yeah. Hôm nay mẹ sẽ nảy ra một cái ý mới. Nếu như ngày hôm nay Tuệ An sẽ hóa thân thành mẹ, còn mẹ đóng giả Tuệ An được không? Được không? Ví dụ như là hàng ngày mẹ làm cái gì cho An á, thì hôm nay An sẽ làm thế. Ôi em ơi. No. Thế xong rồi An sẽ trở thành mẹ Quỳnh Anh để An chăm sóc mẹ Quỳnh Anh ngày hôm nay. Ok. Thế là thấy chăm sóc mấy ngày rồi mẹ? Thế con muốn chăm sóc mẹ mấy ngày? Một ngày thôi. Tại sao? Chăm sóc mệt lắm. Thường thường thì mẹ chăm con thì mẹ không có thấy mệt. Nhưng mà con hãy ở vị trí của mẹ để biết được rằng là những lúc mà chăm sóc mình như thế thì mình cảm thấy như thế nào. Chúng ta hãy thử để hiểu hơn về cái vai trò lẫn nhau. Và chắc chắn là Tuệ An thì Quỳnh không nghĩ là đây là một cái chuyện làm khó cho con lắm đâu. Chỉ là để muốn hiểu nhau hơn để tình cảm được đi lên thôi. Bây giờ mình ăn xong thì mình sẽ có những cái gạch đầu dòng mà mình sẽ viết ra một tờ giấy xem là nếu như An là mẹ thì An sẽ phải làm gì, còn nếu mẹ là An thì mẹ sẽ phải làm gì. Ok không? Cái gì mà khó vậy? Khó à? Thử làm mẹ một ngày xem là như nào, xem có khó dữ không? Vậy là chốt nhá. Bắt đầu từ bây giờ nhá. Tuệ An sẽ trở thành mẹ Quỳnh Anh và mẹ Quỳnh Anh sẽ trở thành Tuệ An. Chốt đơn. Quỳnh nghĩ rằng là bình thường thì mỗi người đã hàng ngày thì đều là chính mình rồi. Cho nên là đôi khi cũng cần phải trở thành người kia để hiểu được thêm cái có thể là áp lực, có thể là những cái góc nhìn nào đó mà bình thường chúng ta chưa hiểu nhau cho lắm. Hãy ở trong cái vị trí của nhau, ở trong cái vai trò của nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Thì đây là cái điều mà ngày hôm nay Quỳnh thử muốn xem là nếu mà mình là con rồi con lại trở thành mình thì nó sẽ như thế nào. Ôi mẹ đi đâu vậy mẹ? Ôi mẹ đi đâu vậy mẹ? Mệt quá. Mẹ mệt quá hả? Mẹ mới có chút ép cái thôi mà mẹ mệt rồi hả? Mẹ rửa bát đi mẹ ơi. Tí là con bị phạt đó mẹ ơi. Mẹ Tuệ An ơi, mẹ hãy làm việc nhà, rửa bát và giúp chị ba Quỳnh Anh chăm em nào.
mẹ giúp chị ba chăm em, chơi với em, mẹ hãy làm việc nhà. Là Dư Ý ơi, Dư Ý uống nhé. Ủa mẹ ơi, sắp hết giờ rồi, mẹ đừng có câu giờ nữa mẹ. Lau bàn thôi. Xong rồi mẹ phải rửa chén nhá mẹ. Lau bàn xong mai rửa chén. Để chị cắt ra cho em phần to nhất nhé. Hết chuyện chưa hả mẹ? Hết chuyện rồi. Thế à? Mẹ ơi, mẹ lấy mì ý, mẹ quay cho con ăn đi, con đói bụng quá à, mẹ ơi. Ok. Mẹ ơi, con muốn ăn mì ý nha. Rồi, con muốn lắp Lego với chị ba không? Ít mì hay nhiều mì vậy? Một xíu mì thôi mẹ ơi. Ok. Tự dưng sao con mình nhớ mình nó thấy lớn quá à, nó lớn hơn với những cái gì mà mình quan sát nó hàng ngày, chững chạc hơn. Mặc dù nó cũng vẫn có những cái nét rất là hồn nhiên ở trong đấy, nhưng mà tự dưng cái cảm thấy kiểu như bị xúc động nhẹ một tí, bởi vì mình được chăm sóc. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3 2024.